Nhưng mà đến bao lâu thì mấy đứa mới có nghĩa là mới thân mật với nhau? Tầm một tuần. Một tuần là làm gì? Làm đi du lịch. Du lịch giờ đi. Ở đây có hai đứa thôi đúng không? Không, đi với bạn nữa. Hai người bạn mà làm mai cho con á, đi Đà Nẵng. Hai bạn đó chụp hình cưới. Hai đứa đi như vậy rồi ở làm sao? Đó. Ăn làm sao, ở làm sao rồi? Em hỏi luôn đi. Đó. Là rồi hai đứa ngủ chung phòng hay là khác phòng? Em hỏi luôn đi. Đó, chị hỏi rồi đó. Giờ đi Đà Nẵng thì ngủ chung phòng 5 người á chú. Một bên là ba người ngủ một giường. Con với vợ con là ngủ một giường. Hai người kia có dắt thêm một người em theo nữa. Cũng sợ ma đó. Cũng sợ ma đó. Chào chú. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, con tên là Mã Công Phước, đến từ Gạch Giá Kiên Giang. Con họ Mã hả? Dạ, con họ Mã. Họ Mã là cùng họ với mẹ em luôn á. À vậy hả? Người Hoa đúng không? Dạ, người Hoa đúng không con? Dạ. Đây con nhiêu tuổi rồi Mã? Con năm nay 32 tuổi con. 32 tuổi? Rồi sao nó trẻ dữ vậy trời? Mời con giới thiệu tiếp về nghề nghiệp. Dạ, con làm nghề buôn bán ở tại Gạch Giá luôn. Buôn bán gì nè? Con buôn bán nón bảo hiểm á chứ. Với chanh mà để treo á. Chanh ẩm để treo, trang trí nhà. Rồi giờ mời vợ của Phước. Dạ, con tên là Lý Vũ Ngọc, năm nay con 28 tuổi. Con cũng đến từ Rạch Giá Kiên Giang. Hiện tại thì con sanh em bé rồi, thì con ở nhà con phụ chồng làm công việc nội trợ và chăm em bé vậy. Nhưng mà trước đây thì con làm công việc gì? Dạ, trước đây con làm trang điểm. Dạ, con bán mỹ phẩm online. Dạ, hiện tại vẫn đang bán online. Chắc hai đứa này chắc là ở gần nhà nhau. Rồi cho nên là từ nhỏ tới lớn là đã biết nhau và coi như là mới nhau vào. Đúng rồi. Dạ không phải. Không phải chứ quá. Em thôi em đừng có làm thầy bói nữa, làm ông mụ được rồi. Rồi sao nè, quen nhau sao, rồi ấn tượng gì nhau về sao? Người bạn con làm may chồng con cho con. Rồi lần đầu tiên con gặp chàng trai này, con có ấn tượng gì về cái nét đẹp của anh không? Dạ, lúc đầu thì con thích gương mặt thì đẹp trai, dễ thương. Nhưng mà có một cái là hơi ốm, lúc đó chồng con mới quen thì chỉ 52kg thôi, rất là ốm. Còn con thì sao Phước? Con gặp vợ con ấn tượng gì? Dạ, lúc đó gặp vợ con là con rất là thích. Dáng người nhỏ nhắn, dễ thương, rồi nói chuyện rất là có duyên. Lần đầu tụi con gặp nhau thì cũng ở quán cà phê. Lần đầu tiên gặp nhau thì tụi con giống như là quen nhau từ 2-3 năm vậy đó, nói chuyện rất là thân mật luôn. Nhưng mà đến bao lâu thì mấy đứa mới có nghĩa là mới thân mật với nhau? Tầm một tuần. Một tuần là làm gì? Làm gì? Đi du lịch. Đi du lịch? Dạ đi. Ở đây có hai đứa thôi đúng không? Không, đi với bạn nữa. Hai người bạn mà làm mai cho con á, đi Đà Nẵng. Hai bạn đó chụp hình cưới. Hai đứa đi như vậy rồi ở làm sao? Đó. Ăn làm sao, ở làm sao rồi? Em hỏi luôn đi. Đó. Là rồi hai đứa ngủ chung phòng hay là khác phòng? Em hỏi luôn đi. Đó, chị hỏi rồi đó. Dạ đi Đà Nẵng thì ngủ chung phòng 5 người á chú. Một bên là ba người ngủ một giường. Con với vợ con là ngủ một giường. Hai người kia có dắt thêm một người em theo nữa. Cũng sợ ma đó. Cũng sợ ma đó. Con không muốn ngủ qua bên, rồi kêu tụi con ngủ chung. Nhưng mà chú hỏi thiệt nghe Phước, con thật lòng là con có muốn ngủ chung với ba đứa kia không? Cũng muốn tìm không gian riêng. Cũng mới quen cho nên con cũng sợ sợ, có nằm thì nằm chung giường thôi. Dạ. Chứ không có mà đêm đó thì sao, có ngủ được không? Đêm đó là hai tụi con vừa chùm mền lại ngủ thôi là bị ba đứa kia chặt. Vậy đêm đó là không có gì xảy ra đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, khi nào thì mới xảy ra cái chuyện đó? Ngày hôm đám cưới xong luôn thì tụi con mới làm. Vậy là tụi con giữ cho nhau là mấy năm ta? Đúng rồi, mấy năm? 4 năm. Tại vì nhà gia đình cũng người Hoa á, cho nên nhà rất là khó đúng không? Dạ, đúng rồi. Tụi con đi còn đi du lịch với nhau nhiều chỗ không? Một năm sau, tụi con cũng đi Đà Lạt, nhưng mà cũng đi với một nhóm bạn. Cũng có một cái kỷ niệm, phải nói là con theo con thì con thấy mắc cười và con nhớ tới bây giờ luôn. Tại vì lúc đó là hai vợ chồng đi lên cái làng Cù Lần đi bộ. Cái chồng con mới hỏi là con có mỏi chân hay không đó, để hy cổng cho. Đi một hồi á, con sợ vợ con mỏi chân, nói mỏi chân không, leo lên cổng cho. Khi vợ con nói cổng nổi không, cái con nói nổi sao không, cái vừa leo lên là hai đứa ngã chổng chuối xuống dưới đất luôn. Ngã giống như chú thật ngã vậy đó, sao té sấp mặt đó. Dạ, sấp mặt luôn. Con cổng không nổi hả? Dạ, cổng không nổi luôn. Ủa, nó còn bao nhiêu lỗ? Không, nhiêu chỉ có 45-46kg rồi. Mà ổng là năm mấy ký? 52. Đúng rồi. Hai chồng cắm đầu luôn. Mà lúc đó con dê nó rượt theo nữa. Tôi bảo con cũng vừa quê mà vừa mắc cười, hai đứa đứng lên cười quá thì cười. Dạ, mà sau đó thì sao? Lúc đó là muốn thay đổi mình, thì con mới đi tập gym. Dạ. Tập được cả một năm thì con lên tầm chừng 10kg.
Rồi xong rồi thêm một năm nữa là con lên thêm 10 kg. Là lúc đó là lên được 20 kg. Lúc đó là 72 kg. Là lúc đó là cổng thoải mái rồi đó. Dạ, bây giờ là con nhiêu ký? Rồi bây giờ con 69 kg à. Rồi sau đó sao này, trong 4 năm đó có suôn sẻ không? Hay là có rủi ro, có những cái biến cố xảy ra? Dạ lúc quen nhau thì hai đứa rất là suôn sẻ. Lúc xin làm đám cưới thì ba đi coi thầy. Nhưng mà cái ông thầy nó nói là mấy 2 năm sau. Dạ, là năm nay. 2 năm nữa là năm nay là mới tốt cho tuổi hai đứa. Nhưng mà con với vợ con thì đi coi cũng một ông thầy khác. Thì ông thầy nói đó tốt, giống như là đại cát đại lợi luôn. Rồi con mới về con thuyết phục ba, nhưng mà lúc đầu ba thì cũng không chịu, tại ba chú trọng tên ông thầy kia. Tên ông thầy kia rồi. Dạ. Về con năn nỉ một hồi thì ba con cũng đồng ý. Ba con thì cũng kiểu mà ngoài cứng trong mềm á. Năn nỉ là siêu. Dạ đúng. Thôi nói chung là muốn vợ quá rồi đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Tại tới cái tuổi đó mình nên đám cưới rồi. Cái tầm độ tuổi đó mình có con sẽ tốt hơn. Rồi lúc mà hai đứa lấy nhau rồi chúc cái đêm tân hôn vui không? Dạ vui, rất vui luôn. Tụi thành công liền không? Tại vì có những cái cặp mà giữ gìn cho tới ngày cưới á. Dạ. Là đêm tân hôn là không có thành công á. Qua từng sau mới thành công á. Thành công liền luôn rồi. Thành công liền luôn. Cỡ vài tháng sau là có em bé liền luôn đó. Rồi bây giờ chúng ta vào cái vấn đề là sau khi cưới đi. Chị tò mò đó. Dạ. Nghe là tụi con cưới nhau bao lâu rồi? Dạ con được 1 năm 4 tháng, con được 6 tháng. 6 tháng đó. Ừ. Vậy thì ở với nhau như vậy thì có những cái tật xấu gì nó lòi ra không? Dạ tật xấu là hay quên, giống như con nhờ một cái việc gì đó. Ok xong ra cửa là quên ngay. Nhưng mà nè, có hay quên ngày sinh nhật của bạn gái của vợ mình không? Không chú, tại cái đó phải nhớ, quên một cái là tới công chuyện. Quên một cái là tới công chuyện. Còn gì nữa không con? Với lại hơi dạng như con thì tính hay con hay nói nhiều. Nói nhiều cho nên hơi bực bội. Giống như mỗi lần đi làm, đi bán về á, con hay lèm bèm á, rồi thành ra quẹo, rồi nóng tính, rồi cái la con. Dạ. Nạt đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà mỗi lần nạt như vậy thì con cảm thấy như thế nào? Con thấy rất là buồn, rồi cái con hay la lên, rồi chút cái con ngồi khóc. Cái mà cọc nhất của Phước á là cỡ nào? Cũng cái này cho Phước nói đi. Dạ, vợ con la thì con đứng con la lại. Dạ giống như là la lớn hơn nữa. Kiểu vậy. La một hồi rồi mệt xong rồi cái mỗi người kiếm một chỗ ngồi. Dạ giống như kiếm một cái góc nào đó yên tĩnh, rồi xong rồi chút rồi dắt nhau đi ăn tiếp. Rồi có nhiều chuyện gì xảy ra. Dạ. Bây giờ còn xảy ra? Dạ cũng còn thỉnh thoảng chút. Thỉnh thoảng chút, tại vì bây giờ có con rồi mình phải kiềm nén cảm xúc lại. Dạ, tại vì có em bé trong phòng đó, mình không mình có la lại lên được. Dạ. Rồi giờ tới Phước đó, Ngọc có những tật xấu nào không? Thì tật xấu là hay nói nhiều á chú, với hay ghen. Con làm gì để Ngọc nó ghen? Với nhiều khi con đi đi đâu mà không thông báo, hay là đi về trễ cái hỏi đi đâu, rồi đi với ai. Con nói con đi có 15-20 phút mà, không lẽ là đi cái giờ đó mà có 15-20 phút mà làm được cái gì? Rồi hẹn gặp ai cái gì? Nói cũng không tin vậy đó. Nhưng mà con có bị bắt gặp lần nào không? Dạ không có luôn. Không, dạ, có, không có. Tại vì là khi mà quen nhau suy diễn là thôi. À bà tự nhận luôn kìa. Dạ. Bà rảnh quá cái bà, dạ, suy diễn. Dạ đúng rồi. Tại vì nick Facebook, Zalo gì là vợ con biết hết. Dạ. Bây giờ con mong muốn vợ con sửa cái gì để cho hoàn thiện hơn không? Thì bây giờ hai đứa ở chung với nhau rồi, từ lúc có em bé là hai đứa cũng thay đổi về nhau rất là nhiều. Rồi cũng bớt nói lại, rồi con cứ nói với vợ con là cứ tin tưởng ở he. Không có chuyện mà vấn đề mà trai gái gì hết. Mình có ý nghĩ đó là nữa thì ảnh hưởng tới vợ mình, con mình rồi sao. Phải dập tắt nó từ không cho nó len lớn luôn á. Có nghĩa là con mong muốn vợ con bỏ cái tật mà suy diễn ghen đi. Dạ, suy diễn hay ghen, dạ. Đối với con là gia đình là số 1. Ngọc thì sao? Dạ. Chồng nói gì vậy đó, rồi dạ. Con mong muốn chồng thay đổi điều gì? Con thì mong khi bớt nóng tính lại, giống như mỗi lần con có hay có thể nói là bị xàm như vậy á, thì từ từ nói, cái gì từ từ giải thích. Chứ mỗi lần mà con hay xàm là bắt đầu hay la con rồi đó. Giống như là hơi cọc vậy đó. Chứ cái đặc điểm đó là đừng có quên nữa, dặn cái gì là nhớ cho nhanh gọn lẹ. Chứ là quên rồi là rất là bực luôn. Chế đó, chế đừng suy diễn nha, người ta đã nói rồi, người ta nói vợ con gia đình là số 1 đó, dạ. Chế nghe không? Dạ. Rồi thôi cặp này dễ thương rồi, chúc cho hai con ha. Hạnh phúc bền lâu. Hạnh phúc bền lâu. Dạ, xin cảm ơn. Cảm ơn thật nhiều con Giang. Dạ em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân ạ. Em tên là Tài.
Em năm nay em 35 tuổi. Công việc của em là em làm shipper cho shop của vợ em. Làm shipper cho shop của vợ. Như vậy là hai cặp vợ chồng ngày hôm nay giống nhau ở một chỗ là vợ đều là như là kinh doanh online. Kinh doanh online. Đó, và anh chồng, mấy anh chồng đều là phụ, shipper. Phụ cho vợ, hỗ trợ cho vợ. Và trong chúc đơn. Rồi xin mời. Dạ, em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Em tên là Thùy Vân, năm nay em 35 tuổi. Rồi, là Vân nói về công việc của Vân đi. Dạ, hiện tại em đang làm cho thuê, mở một cái shop cho thuê trang phục biểu diễn. Tài là có cái biệt danh gì không? Có nghệ danh gì không? Dạ, em ở công ty cũ thì đặt em là Tài Nhớt, còn ở xóm em đặt em là Tài Lầy. Ôi, Nhớt với Lầy ha. Nói chung là hai cái cung kỳ phùng địch thủ. Hai bạn gặp nhau trong... đoán hả? Em đoán thử. Đoán hai bạn sao gặp nhau ta? Tức là ông Tài Lầy này nè, trong một cái lần ổng ở công ty đó, ổng là Tài Nhớt nha. Đó, tổ chức một cái lễ hội gì đó và ổng cần có như là thuê những cái bộ trang phục cho cái nhân viên để mà cái như hóa thân, thì ổng đi tới cái shop của cái cô này và ổng gặp cô này và ổng lầy lội quá và bị cái cô này coi như là cổ la mắng. Đó, cổ thể hiện, ảnh tức và ảnh quyết định ảnh cua cho bằng được và cuối cùng là họ quen nhau, đúng không? Dạ, sai rồi ạ. Sai, em sai quá rồi. Thôi giờ hai đứa nói đi. Nói đi. Làm sao nè? Em gặp anh cách đây 2 năm về trước. Là hai đứa tình cờ gặp nhau ở trên Đà Lạt. Dạ, em với anh là có một người bạn làm ở trên Đà Lạt bên trang trại chăm sóc thú cưng. Tình cờ với em gặp nhau ở đó. Mà hôm đó là em đi Đà Lạt một mình. Dạ, em đi Đà Lạt với đứa em gái. Rồi Tài cũng đi một mình. Dạ. Em hứa với bạn em là Tết em sẽ lên đó em chơi. Vô tình gặp vợ em thôi. Chứ không, nói chung là không có gọi là... Không có tính trước. Dạ, không có tính trước gì. Rồi. Lúc đó là hai đứa chưa có âm mưu gì về nhau cả. Em có ấn tượng gì về cô này không? Dạ không, em không có ấn tượng sao quen với người ta. Em bị gà chị ơi. Bị gà, đâu nói cái ai gà, nói đi. Dạ, thì bạn thân của em cũng là bạn thân của em của em vợ em. Rồi, em của Thùy Vân, đúng không? Dạ, cho nên là cũng kiểu như là... gài để em gặp sao tính kêu thôi ông ơi, tôi thấy bà Vân cũng được, ông hốt đi. Rồi thôi bà ơi, tôi không thích yêu quen xa đâu, xa lắm. Em cũng chẳng xin số điện thoại, em cũng chẳng xin Facebook gì đâu. Vợ em cũng có nhiều bạn tin theo đuổi lắm. Xong rồi khoảng đợt 30 tháng 4 năm trước, bạn thân em với em của vợ em có mở cái quán chiêu bên quận 4 á. Xong rồi cũng gài em coi đó, bây giờ tôi mở cái quán đó, ông cũng có cổ phần trong đó. Ông qua đó, ông trong cái quán đó, sẵn ông trong cái bà này luôn cho tôi. Thế là em bị dính trong luôn bây giờ. Ta nói em gài người ta có không em? Em phải quật khởi lên cho chị. Dạ, không có chị. Đúng không? Chị cũng nghĩ là không có. Dạ, không có, đó là em với chồng em là bị gài thôi. Bị ông bạn gài. Gài gì nè? Dạ, gài vào cái đúng dịch. Cái là bọn em không làm nữa. Bọn em đóng cửa quán. Thế là bọn em mới kêu thôi vậy thì dịch không bán được nữa thì về lại shop. Để phụ shop. Trong thời gian dịch thì bọn em mới kêu là dịch như thế này thì chắc chắn là sẽ không có ai thay đồ. Tiếp tục bọn em mới kêu thôi mình ở Lâm Đồng thì mình nhập rau ở Lâm Đồng về bán. Trong 4 tháng dịch cung cấp rau xung quanh quận chỗ em ở. Trong 4 tháng đó mà em ở với nhau là phát sinh tình cảm trong thời gian. Phát sinh tình cảm tức là... Ủa như vậy là đâu có gài cho cái quán chiêu. Có gài. Vì là anh này là cái thời điểm đó là đang giận bố mẹ. Không về. Em hay lông bông, em hay đi lắm. Không về nhà. Vậy là ngủ ở quán. Ngủ ở shop. Tại vì cái shop đấy là nó có một cái giường tầng. Em với lại bạn thân em thì nằm giường dưới. Còn con em gái em thì nằm giường trên. Còn chồng em thì lúc đó nằm ở cái nệm. Ở dưới đất? Dưới. Dạ. Rồi lâu lâu vậy em bị rớt xuống dưới đất đúng không? Dạ không rớt được chứ. Không rớt được. Dạ. Thế trong khoảng thời gian đó thì anh bị ốm. Thế là không có ai chăm thì em chăm. Thế là... thế là nảy sinh tình cảm. Hai người lớn tuổi rồi. Về với nhau đi góp gạo thổi cơm chung. Thứ nhất là cái anh này anh hiền. Thứ hai này không rượu chè, không bài bạc, không gì hết. Đúng tâm điểm em đang chọn. Biết thông kê chứ thôi kệ cũng quen thử. Các bạn cũng đã lớn tuổi rồi. Gia đình có hối cưới không? Thì đó cũng bị hối đó anh. Cái này hối cái bác sĩ này hối là... thôi. Bọn em bị thấp cưới luôn á. Sao bác sĩ hối kìa. Không thôi. Ông này ông mới nói kìa. Bác sĩ hối kìa. Bác sĩ không chưa hối mà ba mẹ em ba hối mẹ rồi. Hối. Thấy chưa bị hối thấy chưa?
Không, bởi vì mình phải lừa mình. Ông nói xong cái là mắt ông lấm lét liền mà tôi nghe được rồi. Mà bây giờ này bác sĩ hỏi cưới hay gia đình thúc cưới? Gia đình hỏi cưới. Rồi giờ có em bé chưa nè? Dạ chưa. À, chưa có hả? Dạ. Rồi giờ lấy về rồi sao? Tới dụng thật xấu đi, phần kia đi, đúng rồi. Hỏi dụng thật xấu luôn đi. Thì đang hỏi nè. Thật xấu của anh nhiều lắm ạ. Chắc chắn là lầy rồi nè. Dạ. Thì lầy là chắc chắn rồi, biệt danh luôn mà. Nó tay lầy mà, dơ. Dơ nữa. 2 ngày hoặc 3 ngày mới tắm một lần. Trời ơi, sao không sợ nước gì em tại lại? Mà thuốc thì đi tắm, còn không là thôi khỏi luôn. Rồi mãi chơi. Mãi chơi? Mà chơi những gì? Chơi game trên điện thoại á. Ồ, chơi mà bỏ ăn, bỏ vợ luôn hay sao? Mãi chơi mà quên tắm luôn hả trời? Dạ, mãi chơi quên tắm luôn á. Có hôm anh kêu thôi, không tắm thì ngủ dưới đất đi. Ờ, không có cho đụng vô người đúng không? Dạ. Ờ, rồi ổng có vô ổng khắc phục, ổng tắm để ổng đụng được không? Khi lên giường là lúc lớp 10, 11 giờ lên rồi thì con cũng kêu thôi lỡ rồi khỏi tắm được. Nằm tạm đi, xong ngày mai sáng sớm dậy tắm cho nó tốt. Nằm tạm đi, đó. Tắm nằm xong thì tắm hai con phải là giặt chân da gối đệm thôi. Ừ. Thấy vợ thương không? À, phải khắc phục, phải khắc phục. Đó là tật xấu rồi, phải khắc rồi. Phục. Còn tiếp tục. Tật gì nữa không? Đi vệ sinh là mang điện thoại và chơi, có thể ngồi trong nhà vệ sinh 2 tiếng đồng hồ. Ôi. Trời ơi. Rồi thời gian đâu ông đi shipper không tại lại? Khi nào có khách bốc hà, bốc đồ em đi shipper. Tại vì khi nào mà có khách là hàng thì anh mới đi thôi. Còn không là anh ở nhà tại vì đồ của em làm theo mùa chứ không lấy phải đồ là với sắp xếp đồ quần áo. Chứ không phải là theo gọi là thường ngày. Rồi chồng có lãng mạn không? Dạ, khô cằn lắm. Không một chút lãng mạn, không một chút tỏ tình. Rồi sao chấp nhận lấy ổng? Thì nhìn thấy anh hiền với lại tính tình của anh cũng dễ thương. Quen ông này, lấy ông này cũng có cảm giác là bình an. Cái chuyện mà cái cảm giác bình an cái bên tài lầy là coi như là thấy là an tâm rồi đó. Dạ. Có đúng luôn luôn phải là như vậy thì mới là vợ chồng đó. Dạ. Ừ. Bây giờ Vân muốn tài thay đổi điều em gì? Em muốn là anh giảm bớt chơi game lại. Ờ. À. Ông nghe không, ông vợ chồng son đó ông tài. Riêng tắm một riêng tắm bớt chơi game. Thì tôi sửa. Tôi sửa sao được? Tôi sửa. Từ sửa. Ủa, tôi sửa. Rồi bây giờ ông phải cho cái thời hạn đi. Bây giờ bao lâu nè? 6 tháng, 5 hay 2 năm? Dạ, 6 tháng. Cái vụ tắm là nên làm liền. Đúng game không? Thì có thể từ không từ không? Nhưng mà tắm là làm liền. Lên đây mà đã hứa là sẽ chắc chắn là sẽ thực hành, thực hiện nha. Rồi bây giờ tới tại đây đó. Vợ ông có những tật xấu gì? Dạ, vợ em có tật xấu là cái mặt lúc nào cũng gọi là hài hước đó. Những cái lúc mà em cần nghiêm túc mà nhìn mặt bả cái là em hết nghiêm túc được luôn. Dạ, chắc mặt ông không hài lắm. Mặt ông hài không bả luôn á. Em không có hài. Có khi nào mà em dẫn bả đi vô đâu mà em sợ nhìn mặt bả không? Có, sợ dắt bả đi đám ma thôi mà. Dắt bả vô nhìn mặt bả cho rồi em nghĩ luôn á. Nói gì nữa, nói gì nữa nè. Thêm bả hay cà khịa mấy đồ vạch đó. Ví dụ như đang ở bên quán mà hồi đó em làm quán chiêu á, cái két bia người ta để trong góc rồi, bả đang đi bả đáng đưa quất cái chân đá cái nó để cái chân nó bị sưng được. Ủa cái mắt mới vậy, cái két bia nó nằm chỗ đó mắt mới không né né nó ra, mắt mới đá chúng nó. Hoặc là cái kệ mà người ta để trong góc rồi, bà đắng đi bà quất bụng cái chúng cái tay gì để cho ra cái tay tím về nó cũng quất giống cái kệ đâu có ai quýnh đây rồi. Vậy là tài nó không có xạo nha, cái chân là tím nhiều lắm đó, hay cà khịa đồ vật lắm. Nói chung là cứ đi gặp cái gì đá cái đó hả? Là cà khịa đồ vật, né rồi mà né không kịp, né bên này thì ba bên kia là hay bị đụng này đụng kia đó. Tự nhiên đụng xong người tím mà mất công người ta hỏi ủa bị chồng quýnh hay sao người tím dữ vậy, cái là chết em luôn mà em có giờ em quýnh đâu. Rồi cái gì nữa tài? Dân kinh doanh vậy chắc tính toán đồ dữ lắm đúng không? Không tính vợ lắm anh đâu. Đâu tính bây giờ kiểu như 6 x 3 = 18, bà không tính 6 x 3 = 18 đâu, tính 6 + 6 = 12 xong mà cộng 600 nữa là 18. Gọi là một cái gọi là tính toán gọi công cành lằng ngoằng. À, ủa gì là ở nhà tính tiền thì là ai tính? Bà là bà tính nhưng mà bà không có tính như người ta. Móc mấy mới tính ra tính thật là bà tự bà làm cho bà khó hơn. Ví dụ như 6 x 3 = 18 thì bà không tính vậy. Đúng rồi, bà tính là 6 đâu có 2 × 6 = 12. À, cộng 6. Rồi 12 mới cộng 6 thành ra 18. Đó. Cha. Em khoái tính vậy đó hả? À, thì em tính về cho nó kỹ. À, bởi vậy bà mới hay va vô đồ vật á. Đi một đường không chịu lần ngoằng chút em xíu là đúng. Tính nhiều quá, đúng không? Rồi nè, có ghen không? Ghen, dạ có ghen nhé. Đâu ví dụ kể chuyện ghen chơi. Ghen là hôm bữa, hồi lâu rồi, con bạn em nó, em chơi chung với mấy, gọi là nhiều bạn bè lắm. Có bạn kia nó nhắn tin cho em yêu anh đồ các kiểu, nó nói bà la gì các thứ á. Xong rồi vô tình hôm đó em đang sạc pin, bà nhặt điện thoại bà cầm bà coi xong mà mặt xị đống. Xong rồi gặp con em vợ em với các bạn thân em á, thấy mặt bà xị đống rồi, ủa có chuyện gì vậy? Cái ông tài đang quen tôi mà ông nhắn tin yêu đương với con khác, thế là ghen nguyên ngày đó. Xong rồi em phải nhờ hai người đó gọi là dàn xếp
em đang đọc để cho em đọc xong đi rồi sẽ thích sau. Anh sợ thế là đến khi em lục đến điện thoại thì anh thay đổi mật khẩu. Trước đây điện thoại anh không dùng mật khẩu. Còn cái anh dùng mật khẩu thì mình phải suy nghĩ chứ chị. Vậy là ông tài em có cái tà rồi. Thế nên là em mới giận. Bây giờ tài mong muốn bà xã mình thay đổi điều gì nè cưng? Em muốn vợ em thay đổi là bớt gọi là tính gọi là lằng ngoằng giùm em cái, đến tính lúc khách người ta cần gấp mà tính lằng ngoằng là mệt lắm. Với lại mặt nghiêm túc giùm em cái, đừng có ấy. Mặt càng nghiêm túc càng hề nghe, chị nói cho em biết á. Bây giờ mặt anh Bin mà càng nghiêm túc càng hề đó, chị nói thiệt luôn á. Đâu có hề đâu. Đó nè, đó cái mặt nghiêm mà chị không cười sao được. Thực ra là gì nè, chị thấy hai đứa tụi em bây giờ đang vui quá. Bây giờ là đang bắt đầu là phải cọ sát với nhau đó. Để coi là bạn này có cái gì mà chưa hợp với mình, bạn kia có cái gì mà mình còn thấy khó chịu. Thì thành ra là tụi em nên là có những cái trao đổi trực tiếp với nhau. Hai đứa phải mất một năm để mà có thể hòa hợp với nhau. Dạ. Đó, về mọi phương diện. Ok, xin cảm ơn hai bạn. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào Ngân Quốc Thận và dạ, chào quý khán giả. Em tên là Cao Phạm Bình Minh, hiện tại là đang sinh sống và làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh. Bình Minh năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 28 tuổi ạ. 28 tuổi hả? Dạ. Trời ơi, em trẻ quá Minh ơi. Bình Minh. Rồi mời em. Dạ, em chào anh Quốc Thận và chị Hồng Vân. Chào quý vị khán giả, em tên là Phạm Bình. Năm nay em được 22 tuổi, hiện tại em là sinh viên mầm non. Ủa tụi em cưới nhau bao lâu rồi? Dạ được 1 năm 4 tháng rồi ạ. Có em bé chưa nè? Dạ được 4 tháng rồi. Vậy hả? Dạ. Nhưng mà nó nghe nè, quen lâu không? Cũng được 1 năm rồi mới cưới. Quen một chà, như vậy nhanh ha. Thôi bây giờ kể cho anh chị nghe cái câu chuyện của hai em lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu, rồi em có ấn tượng gì về cái cô giáo mầm non này? Dạ là chị họ em giới thiệu. Rồi cái lúc mà gặp nhau thì em thấy bé này sao? Có đúng ý của em, đúng gu của em không? Dạ đúng gu. Đúng gu luôn. Ủa nhưng mà nó nghe nè, lần đầu tiên em gặp bé là lúc đó là gặp ở quán cà phê hay là chị họ dẫn đến cái trường mầm non mà bạn này đang làm? Dạ là qua nhà chị họ chơi luôn. Bà chị họ là bạn thân của em nữa. Nên là cứ gọi gây gu ghí với em là ông anh tao thế này thế kia rồi hiền lắm. Nhưng mà có lúc đó là chỉ là tập trung vô học để lo tốt nghiệp đồ này nọ thôi, chứ không có nghĩ là sẽ quen ông này. Thì cứ hẹn nhau đi chơi hoài nhưng mà em cứ từ chối. Cái tới hôm đó là nhà bà mở tiệc, cái mời em đi chơi xong mới gặp ông xã của em. Người gặp có thích liền không? Dạ không, trời ơi, con trai gì đâu mà trắng. Trắng ơi là trắng luôn, trắng như người Tây vậy á. Mà cái bụng bự vậy phải không? Dạ, nhưng mà cái bụng á thì bự như bụng bia vậy á. Lắm mà gặp lúc đầu không thích rồi. Mà mình đã không thích là mình sẽ không giữ cái hình tượng đẹp đẽ. Người ta suy nghĩ cái gì thì cứ mặc kệ. Như vậy là sau đó chắc có lẽ là Bình Minh phải nói là liên tục dùng những cái chiêu để mà theo đuổi cô này đúng không? Dạ. Theo đuổi dữ lắm hả? Bao lâu mới dính? Cỡ một tháng. Nhắn tin cô này không trả lời. Lâu quá. Tới 30 ngày rồi. Tới 30 ngày mới dính được. Dạ cái thời gian mà một tháng đó là ngày nào cũng nhắn tin. Sáng vậy là 5 giờ sáng, 6 giờ sáng vậy là chúc cô gái của tôi một ngày tốt lành đời này kia. Nhưng mà lúc đầu mình thấy rất là phiền. Được tuần 2-3 tuần vậy á thì cũng thấy hỏi hoài thì cũng thấy kỳ thôi, cũng trả lời xong rồi cái qua lại á rủ đi xem bắn pháo bông đồ. Cái em cũng đồng ý đi. Nhà em với nhà ảnh ở xa không? Xa, rất là xa. Em thì ở lúc đó ở dưới Long An lận, còn ổng thì ở bên Gò Vấp, mà muốn chạy về cũng cỡ một tiếng 15-20 phút đồng hồ. Mà thấy thương lắm ạ. Tại vì đi làm về là 8 giờ, 9 giờ mới bắt đầu tan làm. Giờ đó mới bắt đầu chạy xuống Long An. 9 giờ tối luôn? Dạ đúng rồi. Wow. Rồi mấy giờ về? Chơi với em đâu tới 10 giờ, 10 rưỡi, cái bắt đầu phải chạy về. Về tới đó cũng đâu là gần 12 giờ kém mấy rồi. Mà hai đứa thường đi chơi ở đâu? Ở công viên ở dưới Long An hay là chơi trước cửa nhà? Dạ không có được mà đi lâu đâu. Đi chơi thì cũng quán trà sữa này nọ phải về liền. Tại vì ba mẹ em thì nói không phải chứ khó lắm. Khó ơi là khó luôn. Cứ mắng ông này hoài à. Con đi làm vậy hả? Con xuống đây đi chơi khuya vậy hả? Rồi thời gian con làm sao? Con sắp xếp làm sao? Sáng con phải dậy sớm con đi làm nữa. Rồi cứ mắng ông này hoài. Nhưng mà mắng là mắng yêu hay là mắng thích hay là mắng không thích? Lần đầu gặp là ba mẹ rất thích. Phải kể như vậy đó. Nhưng mà kiểu cũng quan tâm á. Khi mà quen nhau rồi đó là một tuần 5-6 ngày là ông có chạy liên tục như vậy. Cứ tối nào cũng chạy xuống vậy đó. Dạ đúng rồi. Đến nỗi mà hả, giường của em á phải la ổng luôn, đuổi về luôn á. Mà đuổi ổng về là ổng đứng ngoài cổng ổng khóc. Ổng khóc vậy đó, mẹ em phải ra năn nỉ. Thôi con đừng khóc nữa, vô đi giường nói vậy thôi chứ cũng không có vấn đề gì đâu.
Mà khóc sao, khóc tức tưởi hay là khóc lén la lén lút hả? Kiểu mít ướt à. Tức là khóc thầm thôi chứ không có ra tiếng, không phải là không phải vậy đúng không? Mà nước mắt tại vì buồn, tại vì tủi thân đúng không? Rồi trong bao lâu thì hai đứa được gọi là gần gũi và hoàn toàn không bị cấm cản? Ở đâu em là tốt nghiệp được khoảng 1-2 tháng gì đó là em lên đây học. À lúc đó là lên đây học. Học trên này mình ơn. Dạ. Ở đâu? Ông này chở em đi kiếm ký túc xá ở gần trường thuê đó. Nhưng mà ngặt nỗi không biết sao, không biết tại sao luôn. Cái trường đó lại sát cái nhà ông nữa. Là đi qua đi lại rất là gần nhau vậy. Quá tiện luôn. Dạ quá tiện. Trời dạ. Thương đó, thấy tội nghiệp thằng bé. Kiên trì quá mà. Em chuẩn bị cho cái việc mà tỏ tình như thế nào? Dạ, cái hôm đó là đầu tiên là lần đi xem pháo hoa luôn. Em canh gần tới lúc bắn pháo hoa là em bắt đầu hỏi là có đồng ý làm bạn gái anh không. Mà em cứ ngập ngừng hoài. Kiểu bạn cũng biết rồi, cứ kiểu nhắc em á, cứ mạnh dạn lên nói hết đi. Em cứ cà lâm. Thì cuối cùng cũng nói được. Nói hết. Dạ. Thì, nói sao, nói cái câu sao như thế nào? Dạ là em có đồng ý làm bạn gái anh không. Mà em cứ nói ngập ngừng từng chữ một. Sau đó thì bạn cũng gật đầu. Hết đó thì trở về, trong đường trở về cứ chọc em là sao cứ cà lông gì hoài vậy. Nói rồi đưa về tới thì có câu cổ hung một cái không? Dạ không, lúc đó em đến khi nào thì em mới ủa tỏ tình mà không có hung luôn. Đến khi nào mới có nụ hôn đầu tiên? Sau đó mấy ngày thì mấy ngày bữa tối đây em làm xong em chạy qua. Và sau khi em tặng cho cô ấy một nụ hôn bất ngờ thì cái phản ứng của cô ấy như thế nào? Dạ bạn chạy mất cỡ, ngập ngừng không nói gì hết. Không hung em, nhưng mà kiểu em giật ra rồi là lúc đó là kiểu chưa có chọn vẹn không đâu. Thích, dạ không tính cái đó. Dạ. Còn cái nụ hôn là gọi là chính thức lắm là ở nhà ổng ạ. Nhà ổng? Dạ, trong cái phòng của ổng thì lúc đó là em sắp về rồi thì em mới bước ra khỏi phòng. Ông này kia ổng cứ đè em vô tường, ông này kỳ không cho xuống cầu thang luôn. Đứng cứ chặn thết bên này rồi chặn tay bên kia, ông có cho em đi. Sao quần đó? Dạ, sao quần. Cỡ đâu nửa tiếng đồng hồ xong mới hôn em được. À, dạ. Phản ứng em sao? Thì lúc đó đơ ra kiểu không có biết giải thích sao. Nhưng mà em chấp nhận đúng không? Không. Dạ. không có gì gạt ảnh ra. Dạ. Nhưng mà có lần nào mà những lúc mà em giận lên á thì ảnh sẽ thể hiện như thế nào? Em mà giận lên là đầu tiên là sẽ năn nỉ. Thôi em đừng giận nữa, anh xin lỗi này nọ, anh biết anh sai rồi. Kiểu lúc đó mình đang cái nư, mình đang giận mà sao mình hái giận, mình trả lời mình không giận được thì cũng im lặng thôi. Thế là ông thấy mình im lặng, cái là ông ngồi, ông như tủi thân á, bắt đầu ngồi khóc nước mắt gắn nước mắt dài vậy đó. Sau em nhìn em lại thấy tội quá, cái phải đi năn nỉ lại ổng. Thế là anh ơi đừng khóc nữa em, vậy thôi chứ em hết giận rồi, em không có để bụng đâu. Xong bắt đầu em phải bình thường lại rồi ổng mới bình thường lại, chứ không là cứ vậy hoài, cứ ngồi nước mắt gắn nước mắt dài tới bây giờ đúng không em? Dạ tới bây giờ cũng vậy. Ủa giờ là các em là đã có em bé rồi hả? Dạ đúng rồi. Em bé được bao nhiêu tháng rồi? Dạ 4 tháng. Vậy là mai mốt chắc nha, cả hai cha con cùng khóc chắc mẹ cũng mệt à. Dạ mai mốt gì nữa, bây giờ cũng đã như vậy rồi. Vậy đó hả? Dạ. Có kỷ niệm nào mà hai cha con cùng khóc không em? Thường thì bé sinh một tháng xong á thì kiểu hay bị khóc sinh lý à. Thì bé cứ khóc theo không? Dạ em bé cứ khóc tới 1-2 giờ sáng á, thế là ông cũng ngồi ông cũng buồn ra giọng mắt bắt đầu đỏ he là sắp khóc rồi. Cái nói thôi để em dỗ con xong sẽ quay qua dỗ ông. Em khóc là vì em thương đứa nhỏ hả? Hay là em bất lực là nó khóc hoài? Dạ, thấy con khóc hoài mình xót á. Mình xót dạ. Á đúng không? Ừ. Chứ không phải là bất lực vì nó khóc hoài luôn không được. Dễ thương quá à. Dạ. Nãy giờ kể chắc, anh nghĩ chắc chồng em không có thật xấu gì nữa. Có chứ ạ. Xỉa tâm xong à, là xỉa một đầu thôi, để đó ngày mai xỉa đầu kia. Chà. Như là tiết kiệm. Đúng dạ, không? Có tiết kiệm không? Tiết kiệm nhưng mà chỉ với bản thân mình thôi. Còn với vợ con thì rất là xả láng. Vì em muốn cái gì là anh mua cho em, chỉ trong là điều kiện của anh. Vậy là tốt. Dạ. Bây giờ là cũng không phải thật xấu luôn á. À, em ra. Cái quần đùi mà mặc ngủ á, em mà không nhắc là 1 tuần mới thay. Là tiết kiệm xà bông. Không phải em, nhiều người đàn ông nghĩ trong đó có anh luôn á. Sao ngộ lắm nghe. Mỗi lần mà em có cái quần đùi mà em cái quần ngủ của em á, vợ em không dọn á là em mặc 2-3 ngày mặc hoài luôn á. Không phải thích lắm em, ngộ lắm em. Mặc xong là muốn mặc lại. Rồi sao nè, còn tật xấu gì nữa không nè? Hay quên lắm ạ. Có thích chơi game không? Dạ có, chơi game nhưng mà từ lúc có vợ thì hạn chế rồi. Còn vợ sao nè, vợ có tật xấu gì không? Dạ sợ ma, nhưng mà
suốt ngày nghe chuyện ma, coi phim ma. Đó, đó là cũng cái tật xấu luôn. Đó, dạ. Đó là một cái thói quen mà ai cũng là như vậy. Dạ. Mà sợ ma vậy thì nửa đêm đi vệ sinh là cứ kêu em dậy canh cửa. Dễ thương mà. Nó dễ thương mà. Rồi nói nghe nè, ở nhà anh thấy em quá hiền luôn. Dạ. Vậy thì cô ấy có hiền không? Dạ có, mà lâu lâu thì nóng tính. Rồi bây giờ tật xấu, dạ. Có phải là nóng tính không? Tính nóng lắm, la rồi chửi em nói chặt, kêu em đi xa ra đừng có đứng gần. Dạ không phải vậy đâu, tại vì em thì có con nhỏ, lúc nào cũng sùm xề, rồi đa phần mình dọn dẹp, mình nấu nướng nữa. Rồi ổng đi làm về một cái là chỉ muốn xài với ôm vợ thôi. Ôm vợ mà lúc đó là mình mệt rồi, người mình thì dơ nữa. Mình cứ thôi anh ra đi khi nào ổng làm xong á. Nhưng mà không, nào cũng nhào vô ôm. Ôm tới nỗi mụn quạo lên, rồi có đi ra không? Rồi em nạt nổi ổng, thế là buồn đi lên tắm rửa rồi. Tối đó em cũng phải đi quay rồi dỗ ổng lại. Rồi vợ em có ghen không? Dạ có, như là hay kiểm tra điện thoại em. Rồi không thích em nhắn tin hay là thân mật với một người nào. Không thích like trang của hot girl đúng không? Dạ. Bây giờ hai đứa có mong muốn thay đổi gì không? Dạ chắc là bớt nóng tính lại thôi. Bớt nóng tính lại. Còn bên đây có muốn thay đổi gì không? Dạ có, muốn ổng suy nghĩ cho bản thân của mình nhiều hơn, tự chăm sóc cặp mắt của mình nhiều hơn nữa. Tại vì ổng cứ hết làm việc thì đã nhìn máy tính rồi, về nhà thì cũng coi xem tivi mà ngồi gần quá, hay là ngồi chơi game cũng quá là gần nên lo cho em đó. Dạ. Thực ra mà nói á, là hai bạn này á, đều là nhỏ tuổi hết. Dạ. Nhưng mà chính là bạn này hơn bạn này tới nửa con giáp. Dạ. Đúng không? Như dạ. Vậy là cũng một thời gian kinh nghiệm hơn, khoảng cách là cũng nhiều chứ không có giỡn đâu, đúng dạ. Không? Nhưng mà cái khoảng cách của bạn này á, là ở bên người đàn ông á, thì bạn cũng chưa có đủ chín chắn đâu. Còn bé này 22 tuổi mà đã có em bé rồi thì thành ra là bé sẽ bị áp lực dữ lắm. Tại vì cái kinh nghiệm mà để nuôi con cũng chưa có, kinh nghiệm làm mẹ cũng chưa, kinh nghiệm làm vợ cũng chưa. Mà bây giờ cái cuộc sống thì còn phải hưởng thụ nhiều một chút, phải được đi chơi, phải được tận hưởng. Dạ. Thì thành ra là hai đứa phải nắm được cái bản chất sự việc của cái lứa tuổi của đối phương. Dạ. Để mà mình xử lý. Thành ra hai vợ chồng cứ nương nhau, chia sẻ với nhau để mà tạo ra một cái gia đình hạnh phúc. Dạ. Nghe. Dạ. Rồi.